về chủ nghĩa Phật. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Đạo. Để hôm nay sẽ học đến chương thứ hai, hạnh đầu đà khổ hạnh. Hạnh đầu đà cũng gọi là hạnh khổ hạnh cũng vậy, đầu đà cũng vậy mà khổ hạnh cũng vậy. Vậy trong đạo Phật có tu khổ hạnh không? Đức Phật nhiều lần chỉ trích người hành khổ hạnh, chỉ trích ngoại đạo thực hành khổ hạnh. Bởi vì cái khổ hạnh của ngoại đạo là nó đi kèm với tà kiến, nó đi kèm với cái pháp tà kiến, cho nên Đức Phật chỉ trích. Còn cái pháp khổ hạnh ở trong Phật giáo mà được Đức Phật tán thán, như cái pháp khổ hạnh này được Đức Phật tán thán, Đức Phật tán thán cái pháp môn khổ hạnh này. Đây tức là một cái người sống chi túc, một cái người sống biết đủ, không có tầm cầu những cái tham vọng thế gian, không có tầm cầu những cái tham dục thế gian. Và cái khổ hạnh này nó sẽ là cái hành trang để cho một cái vị thực hành các pháp thiền, các cái pháp thượng nhân. Những người nào mà muốn thành tựu được những cái pháp thiền, thiền định, thiền tuệ mà áp dụng những cái pháp môn khổ hạnh này thì sẽ có cái sự tiến bộ rất là nhanh chóng. Nếu mà người đó thực hành thiền định thì sẽ có những cái năng lực thiền định rất là thâm sâu, hay là thực hành thiền tuệ thì sẽ là cái con đường rất ngắn để chứng đắc các đạo quả. Hơn nữa cái pháp môn đầu đà này nó còn là một cái tấm gương cho để cho đạo Phật được tồn tại lâu dài ở trên thế gian, là một cái tấm gương cho hậu thế, cho muôn đời sau. Nên khi xưa rất nhiều những vị tỳ kheo đã thực hành những cái pháp môn khổ hạnh để chứng đắc đạo quả, và cả những vị tỳ kheo đã chứng đắc các thánh quả rồi như các bậc A La Hán, vẫn có nhiều vị thực hành pháp khổ hạnh này để làm gương cho đời. Mà cái tấm gương về cái khổ hạnh được gọi là cái vị tôn giả được thực hành cái pháp đầu đà đệ nhất trong cái thời kỳ giáo pháp của Đức Phật, đó là tôn giả Maha Ca Diếp, tôn giả Đại Ca Diếp, hay Đại Ca Diếp được gọi là khổ hạnh đệ nhất hay đầu đà đệ nhất. Thì cái pháp môn khổ hạnh đầu đà có 13 cái pháp này. Thì chúng ta sẽ đi tìm hiểu các cái pháp đầu đà khổ hạnh. Một là hạnh vấn tạc y, hai là hạnh khất thực, ba là hạnh ba y, bốn là hạnh khất thực từng nhà. Hạnh vấn tạc y tức là chỉ mặc những cái y rách, những cái y mà rách mình nhặt những cái mảnh vải vụn ở bên ngoài nghĩa địa hay là ngoài đường, ở tất cả mọi nơi về may lại thành cái y mặc. Cái người đó không có mặc những cái y được may sẵn, được may đẹp, hay là không có nhận những cái y mà thí chủ cúng dường được những cái tấm vải mới, y mới dùng. Hạnh ba y thì cái hạnh này là một người chỉ dùng ba cái y, một cái y hạ y, một cái thượng y, một cái y tăng già đê. Thì cái đây là cái vị tỳ kheo thì mới có đủ ba y này, và cái hạnh này dành riêng cho tỳ kheo. Cái hạnh khất thực tức là một cái vị là chỉ có đi nuôi sự mạng sống bằng cái hạnh đi ăn xin, đi khất thực, vì nó không có tích trữ thực phẩm, không có dựng bếp, không có dự trữ.
Và một cái hạnh khất thực từng nhà, tức là một cái người sẽ khất thực lần lượt từng nhà, không có phân biệt nhà nào giàu, nhà nghèo, nhà nào hay cho thức ăn ngon thì đến nhiều, nhà nào cho thức ăn dở mai không đến. Ý là hạnh khất thực từng nhà là đi lần lượt từng nhà một. Hạnh nhất tọa thực có nghĩa là một cái hạnh mà chỉ có ngồi ăn một lần. Thì một cái người mà hành cái hạnh nhất tọa thực là khi ngồi xuống ăn, mà khi mà đang ăn dở mà có cái việc gì phải đứng lên thì không ăn nữa, dứt khoát chỉ có ngồi ăn một lần chứ không có ngồi ăn nhiều lần. Thì ăn xong rồi mà có người mời ăn nữa, dù trong bụng chưa no cũng không ăn, khi mà đã đứng lên là không ngồi xuống ăn nữa. Hạnh ăn bằng bát, tức là dùng cái bát giống như bát của chư tăng, và chỉ có ăn bằng bát với người. Nếu mà có sắp mâm nên cũng không có dùng, mà chỉ cần dùng những cái gì có trong bát thôi, xin được những cái gì ở trong bát thì ăn, ai đặt thêm cái gì bên ngoài là không lấy được thì ăn ở trong bát. Những cái gì đã xin được trong bát thì hài lòng với những cái vật thực đấy. Thứ bảy là hạnh không để dành đồ ăn, không để dành, tức là không cất chứa đồ ăn. Thứ tám là hạnh ở rừng. Ở rừng sâu cũng là một cái hạnh, tránh xa được những cái cảnh ồn ào náo động ở thế gian. Vị này chuyên hành cái hạnh ở trong rừng, thích sống độc cư an tịnh ở trong rừng. Hạnh ở trong rừng thì sẽ thành tựu được cái pháp độc cư. Chín là hạnh ở gốc cây, giống như lấy gốc cây làm nhà, sống ở dưới gốc cây, ăn vui dưới gốc cây, giống như Đức Phật là, từ khi đi xuất gia là chỉ có hành pháp ở dưới gốc cây, thực hành thiền ở dưới gốc cây, cây che nắng che mưa, ở dưới gốc cây thì hành thiền. Có một cái hạnh nữa là không cần gốc cây, ở giữa trời thôi. Mấy cái vị nào ở giữa trời thì vị đó căn một cái y làm cái lều, căn một cái y nên là vị nó có thể an nhiên tự tại nằm ngủ giữa trời. Cái hạnh thứ 11 là hạnh ở nghĩa địa, sẵn sàng sống ở nghĩa địa, ngủ ở nghĩa địa, những cái nơi chôn cất người chết, những cái nơi hỏa thiêu hỏa táng người. Thì rất là những cái người mà thực hành cái hạnh mà quán tử thi, thích sống ở nghĩa địa, quán về sự chết, quán về tử thi, thích hợp với cái hạnh ở nghĩa địa. Nó tổng hợp này nó có 13 hạnh, 11 hạnh nghĩa địa, 12 là nghỉ chỗ nào cũng được. Tức là cái người này thì hành cái hạnh này, tức là hay đi đó đi đây, không có an phận ở một chỗ. Và cái vị này cứ đến chú xứ này ở một thời gian, đến chú xứ khác ở một thời gian, đi mỗi nơi xin ở một thời gian, giống như cái hạnh du phương, nay đây mai đó. Rồi khi đi đến đâu ấy, người ta cho nghỉ chỗ nào thì cũng vui lòng nghỉ ở chỗ đấy, không có khó chịu với những chỗ ở. Tức là đến bất cứ một chú xứ, một cái tự viện nào hay là một cái chỗ nghỉ không quan trọng, thì tức là cái người này nghỉ chỗ nào cũng xong. 13 là hạnh ngồi, tức là không nằm. Nghĩ này thì không bao giờ đặt lưng xuống dưới, chỉ có ngồi, ngủ cũng ngồi, ăn cũng ngồi, lúc nào nghỉ ngơi chỉ có ngồi. Người hành cái hạnh này là không có nằm, hạnh ngồi. Đấy là 13 cái hạnh đầu đà. Và bây giờ là ý nghĩa của từng hạnh, ý nghĩa của 13 hạnh đầu đà. Cái hạnh thứ nhất là hạnh phấn tạo, là cái hạnh mặc y chắp vá từ những mảnh vải vụn nhặt ở bên đường. Cái hạnh phấn tạo mặc y chắp vá. Một cái thời mà Đức Phật mới thành đạo thì lúc đấy các tỳ kheo là hầu hết là đều mặc cái y thế này. Lúc đấy Đức Phật chưa cho các tỳ kheo thọ nhận những cái y cúng dường, mà sau này Đức Phật mới cho thọ nhận. Còn lúc đầu tất cả các tỳ kheo cũng cứ đi nhặt những cái y ở nghĩa trang, ở đường, ở cánh đồng, ở trong rừng, ở tất cả những cái nơi nào mà có những cái vải vụn, những cái vải người ta dùng người ta bỏ đi,
nếu không dùng được bỏ đi thì nhặt về cho là giặt sạch đi, may lại, may chắc chắc vá, chắc vá may lại để thành một cái tấm y rồi nhuộm thành một cái màu, thành một cái màu vàng, màu nâu. Thế là mặc cái y chắc vá từ những cái mảnh vải vụn như vậy. Đây là cái ý nghĩa thứ nhất của cái hạnh tuấn tạc y. Thời ngày xưa thì cái vải nó còn rất là quý hiếm, cái giá trị nó rất là cao. Thời đấy mà ai mà có được cái vải tốt mà mặc thì phải mua với cái giá rất là đắt, chỉ những cái bậc cao sang mới có tiền để mua vải. Cái thứ vải nó hiếm, nó khó khăn. Vì vậy những người nào mà hài lòng chấp nhận với những cái vải vụn vặt như thế này thì cái người đấy sẽ có một cái đời sống rất là tự tại, là không đỡ phải bôn ba vất vả làm để kiếm tiền để may y. Và nhất là đời sống của một người tu hành Phật thực thì không có đi làm ra vật chất, cho nên là sống đơn giản thì rất dễ sống, rất dễ tu, không có làm phiền đến ai. Vậy cho nên rằng cái hạnh đầu tiên với vấn đề mặc, đó là mình có thể nhặt những cái vải vụn, những cái vải người ta vứt quăng bỏ để may lại thành những cái tấm y mà mặc, cũng không cần phải may thành quần áo làm gì. Nhưng bây giờ cái tấm y cũng vậy, chỉ thành một cái tấm vải vuông mà. Nếu như có may thành cái y thì cũng phải cắt ra thành từng miếng xong rồi mới may nè. Cái y bây giờ chưa tăng mặc cũng thế, cũng vẫn phải cắt ra thành từng cái miếng một, rồi sau đó may lại, may lại thành một cái y. Cho nên là một cái y có thể là có 5 mảnh, có thể là có 7 mảnh, có thể là có 9 mảnh, có thể là có rất nhiều mảnh, mảnh thế là may lại. Nên là có y ngũ điều, y thất, y kiểu, y tăng dần đê, y hơi nước. Hạnh ba y là cái hạnh chỉ dùng 3 chiếc y, một cái y thượng, một y hạ và một y tăng dần đê. Cái hạnh này là dùng cho tỳ kheo thì mới có tăng dần lên, tức là cái vị này không bao giờ tích chữ đến cái y thứ tư, chỉ dùng là mỗi 3 cái thôi. Đấy, một cái y dưới, một cái y tăng dần lên thì dùng cho lúc trời lạnh, có thể dùng là cái tấm đệm, có thể trời lạnh có thể đắp cũng được, và đắp cái y đấy ấm, y tăng dần lên thì có thể dùng vào nguồn lạnh. Còn bình thường thì chỉ có dùng một cái y trên, một cái y dưới, bình thường là như vậy. Khi nào giặt cái y trên thì lấy cái y dưới cuốn người, khi nào giặt y dưới lấy y trên cuốn, khi nào giặt nhuộm vậy, cứ một cái mặc trên người thì một cái giặt nhuộm, nên dùng 3 chiếc y. Nếu mà có dư thừa thì cũng xả, tức là đơn giản như vậy. Đi đâu thì chỉ một cái y mặc, một cái bộ y là một cái trên một cái dưới mặt rồi, và mang theo một cái y tăng già nê vắt trên vai nữa là xong, tung tăng tự tại, có thể đi bất cứ nơi đâu, không có bận rộn, không có phải lo lắng về mốt thời trang gì hết. Bận rộn thì phải mang theo nhiều hành lý, cũng bận rộn mang theo nhiều vali thì nó nặng nề, y phục rất đơn giản. Đây là cái hành sống rất đơn giản nhất có thể. Ba y hạnh khất thực là suốt đời chỉ ăn xin chứ không tích trữ vật thực. Hạnh khất thực suốt đời chỉ có sống bằng cái hạnh là đi ôm bát, đi khất thực từng nhà, đi ăn xin từng nhà. Đi ăn xin thì đương nhiên rằng là cái vị đấy sẽ diệt trừ được cái lòng kiêu mạn, kiêu ngạo, kiêu mạn. Lúc nào cũng nghĩ là cái đời sống của mình là lệ thuộc vào người khác, người ta cho ăn thì sống, người ta không cho ăn thì chết, nên là không có lòng kiêu ngạo. Và lúc nào cũng có cái ý niệm là giống như mình là một người nghèo, người không có tài sản gì hết, nên là người đó không bao giờ kiêu ngạo về tài sản, nghĩ là mình chẳng có, không có cái sự kiêu ngạo về quyền lực, không có cái kiêu ngạo về cái ta gì nữa. Chỉ là một cái người ăn mày ăn xin như vậy thì nó không có cái chấp ngã. Thấy
nên là sống một cái hạnh khất thực thì chế ngự được cái ngã mạn, cái ngã mạn mình lại không có cái tâm tích trữ. Nhiều cái người đó ăn chỉ xin đủ ăn, thì đó chỉ có xin đủ ăn trong ví dụ bữa sáng thì xin ăn bữa sáng, bữa trưa thì xin ăn bữa trưa, chứ không có tích trữ ăn mà không hết thì cũng xả bỏ luôn, chứ không có tích trữ đến hôm sau. Bây giờ có rất là nhiều những cái con vật nó sống như vậy, nó chẳng có bữa sáng thì ăn bữa sáng, bữa chiều thì ăn bữa chiều, không tích trữ đâu có chết đâu đó. Khất thực từng nhà là cái hạnh an xin không phân biệt nhà giàu nhà nghèo nào hết. Có thời Đức Phật thì có một số tỳ kheo thì khi mà đi khất thực thì thương hại những cái nhà nghèo, người ta không có gì ăn, giờ mình đến xin thì người ta sẽ phải chia sẻ cái phần thức ăn này, thì có thể người ta sẽ đói, người ta sẽ bị đói. Cho nên nhiều người bảo thôi từ nay mình chỉ nên xin những nhà giàu thôi, còn mình tránh những nhà nghèo ra, không có đến xin thì người ta lại phải nhịn cái phần ăn của người ta san sẻ cho mình, người ta lấy đâu ra sức khỏe, lấy gì người ta ăn. Nhưng có một số tỳ kheo thì lại có cái tư tưởng khác, đó là nói rằng những cái nhà nghèo là do người ta bỏn rẻ, người ta không có biết làm cái thiện nghiệp bố thí, cho nên là bây giờ người ta mới chịu cái cảnh nhà nghèo như vậy. Nếu bây giờ mình không tạo cái duyên cho người ta thoát cái cảnh nghèo này, tạo cái duyên để cho người ta có cái tâm biết làm cái thiện nghiệp bố thí, thì đời sau người ta sinh ra người ta cũng nghèo, đời này nghèo đời sau nghèo, biết đến bao giờ người ta mới có được cái đời sống khá giả được. Thế thì bây giờ phải chịu khó đi khất thực những nhà nghèo. Và đặc biệt là ngài Ca Diếp, tôn giả Đại Ca Diếp, thì ngài lại cứ luôn luôn có cái tâm muốn hóa độ những người nghèo. Ngài thường thường hay đến những nhà nghèo, gặp những cái người nghèo khổ ăn xin ở bên đường, thì ngài lại hay đến để hóa duyên với những người đấy, hay đến khất thực xin ăn từ những cái người nghèo. Còn có một vị tôn giả nữa, tôn giả Ca Chiên Diên, tôn giả lại rất là thích đi hóa độ những nhà giàu, chỉ đến những nhà giàu mà không và bỏ qua nhà nghèo. Sau khi cái chuyện này đến tai Đức Phật thì Đức Phật mới dạy cái pháp đó là một tỳ kheo thì phải bình đẳng đi khất thực, không có phân biệt nhà giàu và nhà nghèo, nhà nào mình cũng cứ phải vào để xin. Nếu nhà này không được thì sang nhà khác, đi lần lượt thứ lớp từng nhà một, vậy là có cái sự khất thực từng nhà. Cái ý nghĩa của cái nhất pháp nhất tọa thực, cái pháp khổ hạnh thứ năm là cái hạnh ăn ngày một bữa nhất tọa thực và chỉ ngồi ăn một lần, vì đó chỉ ăn một bữa trưa và chỉ ngồi một lần, đứng lên rồi thì không có ngồi xuống để ăn nữa, cái hạnh nhất tọa thực. Nếu đang ăn mà có cái việc gì đó phải đứng lên thì mình nó sẽ không có ngồi lại ăn được. Đây là cái chỉ ngồi một lần, ăn ngồi một lần. Cái ý nghĩa của cái hạnh thứ sáu là ăn bằng bát. Cái hạnh mà ăn bằng bát tức là chỉ ăn những gì đã xin được ở trong bát, không nhận thêm cái gì nữa. Đôi khi có những cái thí chủ người ta mời một tập thể chư tăng dự một bữa chay tăng,
Và khi mà ăn thì có thể là xớt bát, các thí chủ sẽ xớt những vật thực vào trong bát. Và sau khi xớt bát rồi, đôi khi có những món người ta sẽ xớt thêm nữa. Xớt thêm trong khi chư tăng đang dùng, người ta sẽ đi xớt bát thêm, dâng đặt bát thêm. Thì những cái vị mà tu cái hạnh ăn bằng bát thì các vị sẽ không ăn thêm những cái gì đặt ở bên ngoài. Ví dụ có những cái món ăn mà nó không thích hợp để cho vào trong bát ấy. Ví dụ như là có những cái món như là món canh thì nhiều người cho ra riêng ra, có thể đặt vào một cái đĩa, đặt vào một cái tô riêng. Nhưng mà cái vị mà chấp nhận cái hạnh ăn bằng bát thì vị đó sẽ chỉ ăn những cái gì có thể trộn lẫn được với nhau, tức là sẵn sàng trộn lẫn tất cả các cái thức ăn với nhau. Còn những cái gì mà cảm thấy không trộn lẫn được thì thôi, không có, vị đó sẽ từ chối cái món đó. Tức là chấp nhận chỉ ăn bằng bát chứ không ăn thêm. Còn có những người mà không có hành cái hạnh này thì có nhiều cái món vật thực ở trong bát rồi, thì nó có thể là dùng một cái túi và bị nó có thể san những cái vật thực gì mà nó không có phù hợp để trộn lẫn vào với những cái thức ăn ở trong bát, thì vị đó nó có thể để riêng ra một cái túi riêng, hoặc là để trên một cái nắp bát, hoặc là để vào một cái bình riêng, một cái ca, sau đó vị nó mới ăn ăn riêng từng món. Còn cái vị mà ăn ở trong bát thì chỉ ăn những gì có thể cho hòa lẫn vào với nhau ở trong bát và chấp nhận ăn như vậy. Đó là cái hạnh ăn bằng bát. Hạnh không để dành đồ ăn, là không nhận thêm đồ ăn sau khi ăn xong. Nên là khi mà vị đó đã ngồi xuống ăn rồi, đang ăn mà có người tiếp thêm đồ ăn thì cái vị này sẽ không nhận nữa. Thế là không có để dành đồ ăn là vậy. Khi có những cái người thì khi mình đang ngồi ăn, mình vừa mới ăn thì người ta thêm, hoặc là mình đang ăn được một nửa cái món vật thực của mình, cái phần vật thực ăn được một nửa rồi thì người ta tiếp thêm, có khi mà đến khi ăn gần xong thì người ta mới tiếp thêm đồ ăn nữa. Đấy. Thì cái người mà thực hành cái hạnh là không để dành đồ ăn này thì chỉ nhận một lần thôi, chỉ nhận cái lần đầu tiên ấy và ăn. Và nếu như có tiếp thêm trong khi mà đang ăn, có ai tiếp thêm cái gì thì nó sẽ từ chối, không ăn thêm gì nữa. Đấy là cái hạnh chi túc. Chi túc càng ở cái mức cao hơn thì cái hạnh chi túc nó càng cao hơn, tức là luôn luôn biết chấp nhận, biết đủ với những cái gì mình đã có, luôn luôn biết đủ như vậy, nó làm như thế này là được rồi. Còn nhận nhiều đồ ăn quá đến lúc ăn thì mình phải phân biệt cái món này ngon ăn nhiều, món này dở ăn ít, thế là nó sinh ra cái tâm phân biệt, nó dính mắc, nó tham ái vào cái món ngon và nó cảm thấy khó chịu với những cái món không ngon. Còn cái người mà có cái hạnh mà chi túc chấp nhận tất cả, miễn là chỉ có cái gì thì có cái gì đó ăn để mà duy trì được mạng sống là được, người đấy sẽ là một cái người dễ dễ nuôi. Hạnh thứ tám là hạnh ở rừng, nó chỉ sống ở trong rừng này. Cái nơi nào ở rừng đây là cái này sống để đánh xa những cái sự ồn ào ở trong xóm làng, không có thích độc cư, thích vị này là thích độc cư ở những cái nơi yên tĩnh. Cái hạnh này thì vị này có thể hành thiền một cách dễ dàng. Có cái câu mà tăng trụ thành hoàng Phật tổ ha, tiên hiền đô thị ẩn nhan a, sơn tuyền lưu suốt lưu, nhân gian khứ thanh thủy y nhiên thành trưởng ba. Tăng ở thành hoàng thì Phật tăng mà ở trong trong đàn ở thành hoàng Phật tổ mắng bậc tiên hiền xưa nay chỉ thích ẩn nơi hang núi, bởi vì ở trong núi thì nước nó trong suốt, những cái dòng suối nó chảy ở trong núi thì nó trong suốt, nhưng mà khi nó ra nhân gian nó trở thành nước nhơ đục. Cũng vậy, cái người mà sống ở trong rừng thì những cái hạnh của cái vị đó luôn luôn được trong sạch, nhưng mà khi mà sống ở trong nhân gian thì không tránh khỏi cái sự ô nhiễm,
đó là cái hạnh ở trong rừng, vị đó sẽ giữ được cái sự thanh tịnh trong tất cả những cái hạnh tu tập của mình. Hạnh thứ 9 là ở dưới gốc cây. Vị này sẽ an phận ở dưới một cái gốc cây nào đây, những cái gốc cây nằm nhà, ví dụ ở dưới gốc cây bồ đề như Đức Phật ở dưới gốc cây, sinh ra thì ở dưới gốc cây bồ yêu, khi mà hành đạo thì ở dưới gốc cây bồ đề, khi mà nhập niết bàn thì ở dưới gốc cây tana. Khi một người muốn thực hành cái hạnh dưới gốc cây, đi kiếm một cái gốc cây thì nó có tàn đá nó che được cái ánh nắng ở trên, rồi ngồi dưới gốc cây đây, mà phải tránh những cái gốc cây như là cái gốc cây mà nó có nhiều quả, nhiều trái cây thì không nên ở dưới gốc cây mà có nhiều trái cây thì sẽ có người ta đến hái trái cây mà người ta thấy mình ở đấy người ta sẽ khó chịu, có thể người ta sẽ gây sự để người làm cho mình bỏ cái gốc cây mình đi, hoặc là có người ta nghĩ là ông này ông ở dưới gốc cây là ông sẽ nhằm ông ăn cái trái ở trên, người ta sẽ khinh ra cái tâm, người ta không có ưa thích cái vị ở đây. Hoặc là trái cây nhiều người ta sẽ đến người ta hái nó động, vậy thì ở dưới gốc cây không có trái là tốt nhất, nhưng ở chùa mà trồng những cây không có trái là tốt nhất. Mai mốt dần dần đánh hết những cái cây có trái đi, trồng hết tre, chẳng có gì ăn được. Xong ở dưới gốc cây, tránh những cái cây thì nó có những cái cây như là cây cao su, người ta cũng nên tránh. Đức Phật cũng dạy là nên tránh gốc cây cao su. Cây cao su thì nó độc, mà người ta đi lấy mủ cao su thì nó cũng độc. Những cái gốc cây mà có nhiều những cái con vật nó ở, những cây mà nó có các cái lỗ hổng thì có thể rắn rết nó ở dưới, không nên ở. Cây mà có nhiều chim quạ rơi riết nó ở mình tránh. Còn để những cái cây nào mình cảm thấy phù hợp thì ở dưới gốc cây. Dưới gốc cây là nhà. Ở ngoài trời, cái hạnh đó là ở ngoài trời. Những người mà ở cái hạnh ngoài trời cũng không cần gốc cây nữa, tránh xa gốc cây, tránh xa nhà cửa nữa. Ở ngoài trời, cái hạnh ở đây, ở ngoài trời thì cũng bất cứ chỗ nào ở được, sống được hết, chỗ nào ở ngoài trời, màn trời chiếu đất thì đâu cũng được hết. Thì chăng một cái tấm y lên trên nó có thể che được, che nắng, che sương, gió, để nằm ngủ ở dưới, ngồi thiền ở dưới. Này những cái hạnh mà tu được cái hạnh này thì mình thấy ở đâu cũng là cái chú xứ, ở đâu mình cũng có thể thực hành được, ở đâu cũng sống được, đỡ phải mất công đi xây dựng, đỡ phải mất công xây cất, đỡ phải no nắng không biết đi thực hành lấy cái gì mà ở, biết ở đâu lấy cái gì để mặc, lấy cái gì để ăn, người ta no nắng ba cái, lấy cái gì để ăn, lấy cái gì để mặc, lấy cái gì để ở. Thì ăn thì đi xin, mặc thì đi nhặt những cái vải, ở thì dưới gốc cây hoặc ở ngoài trời, vậy thì nó gì mà không sống, nó gì không tu được chứ. Mười một là ở ngoài trời hoặc nghĩa địa, đọc câu chuyện này. Mười là ở ngoài trời, mười một là ở nghĩa địa, ở ngoài nghĩa trang này. Một là cái hạnh ngủ ở ngoài nghĩa trang nghĩa địa, cái hạnh mà ngủ ở ngoài nghĩa địa thì cái người đấy thực hành pháp quán về tử thi, quán sự chết ở ngoài nghĩa địa phù hợp, nhất là những cái người mà có cái tâm tham ái vào sự sống nhiều, thì những người ở ngoài nghĩa địa thì để cho mình có cái tâm thức tỉnh về cái sự chết, mình luôn luôn thấy sự chết. Vì những cái người nào mà có cái tâm sợ hãi, mình ra nghĩa địa mình ở một thời gian mình hết sợ, mình thấy có gì đâu bình thường ấy. Nhiều người hay có cái tâm sợ ma,
Bây giờ người đó dũng cảm ra nghĩa địa ngủ một đêm xem. Hôm sau nói thì từ nay tôi hết sợ ma này, làm bạn với ma ngoài nghĩa địa. Chùa Phúc Minh sát nghĩa địa, ai tình nguyện ra đấy ở. Có bách sát nghĩa địa là sao đâu. Nên cũng làm cái hạnh ở nghĩa địa đấy. Phúc Minh thì đằng trước nghĩa địa, đằng sau nghĩa địa, bên trái nghĩa địa, trong chùa cũng có nghĩa địa. Ai ở Phúc Minh là đang ở nghĩa địa, nó gì nữa. 12 là ngủ chỗ nào cũng được, phân cho ngủ ở đâu cũng được. Cái hạnh, cái ý nghĩa thì rõ ràng là cái vị đó cứ đi đến đâu mà người ta cho ngủ nghỉ ở chỗ nào thì vị đó cũng vui vẻ hài lòng với cái chỗ nghỉ ở đây, chỗ nghỉ tốt hay xấu như thế nào cũng chấp nhận. Đấy là cái hạnh đầu đà thứ 12. Và hạnh đầu đà cuối cùng là vị đó hạnh ngủ ngồi, không bao giờ đặt lưng xuống, vị đó không bao giờ đặt lưng xuống, chỉ có ngủ ngồi. Thì những cái khổ hạnh này thì có những tùy theo cái người người ta phát nguyện, có thể người ta giữ một hạnh, có người người ta giữ hai hạnh, có người người ta giữ tất cả các hạnh, tùy ai giữ được bao nhiêu thì giữ. Và thời gian cũng vậy, có người người ta thọ đầu đà, ví dụ người ta thọ một ngày một đêm, một ngày một đêm nay con nguyện thực hành cái hạnh ngủ ngồi để không nằm, thì đêm hôm đấy vị đó ngồi thiền suốt đêm, vậy là thành tựu được cái hạnh ngủ ngồi. Nên thỉnh thoảng có những cái pháp thọ đầu đà, thọ đầu đà một đêm, một ngày một đêm, ngày một đêm hành cái hạnh ngủ ngồi. Tất cả những cái khổ hạnh này thì nó sẽ có cái lợi ích, đó là nó làm cho tất cả những cái vị, những cái pháp này làm cho những cái người thực hành pháp luôn luôn có cái sự thức tỉnh, tinh tấn. Những cái hạnh này nó làm cho tinh tấn và nó diệt trừ, đặc biệt nó diệt trừ tất cả những cái tâm tham. Cái tâm tham ái chấp trước thì con người ta thường nặng nhất là cái tâm tham, bị dính mắc, bị chấp trước và nhiều thứ, và mình muốn góp nhặt nhiều thứ, muốn tích trữ nhiều thứ. Nhưng mà khi mà thực hành các cái pháp khổ hạnh này thì mình sẽ từ bỏ, tức là từ bỏ luôn cái tâm tham và tâm dính mắc của mình. Tâm tham ái dính mắc, mình là một cái người sống biết đục, biết đục với những gì đơn giản nhất, biết đục với những cái món ăn, biết đủ với những cái y phục, biết ngủ, biết đủ với cái chỗ ngủ nghỉ, biết chú xứ cũng sẵn sàng biết đủ, biết đủ và từ chối tất cả những cái sự hưởng thụ, không có ưa thích tất cả những cái pháp hưởng thụ này, những cái pháp hưởng thụ dục lạc. Thì cái người mà có cái tâm ưa thích hưởng thụ dục lạc thì cái người đấy là cái người sẽ chìm đắm ở trong sinh tử. Người mà không còn cái sự ưa thích hưởng thụ nữa thì người đấy sẽ đi đến cái sự giải thoát sinh tử. Thì đây là một cái người mà tình nguyện, cái hạnh này thì nó là cái giới này, là cái giới tình nguyện, ai có khả năng giữ được thì cái người đó có thể giữ. Chứ cái giới này Đức Phật không có bắt buộc một ai phải thực hành, giới này không phải là cái giới bắt buộc. Ai có thể, đây gọi là cái giới tác trì, có cái giới trì trì là những cái giới bắt buộc mình phải giữ. Giới tác trì là những cái giới mình nên thực hành, vì nó có mình, nếu mình thấy được cái mặt lợi ích của nó thì mình thực hành. Nhưng mà không phải ai cũng thực hành được những cái pháp này. Cái pháp, cái hạnh đầu đà, nói đến cái chữ đầu đà là một cái hạnh nó đứng hàng đầu, một cái hạnh khổ hạnh đứng hàng đầu trong các cái pháp khổ hạnh. Đấy. Cho nên là chỉ có những cái người đặc biệt mới có thể thực hành được, những cái người mà phải đặc biệt xuất chúng mới có thể thực hành được những cái pháp này. Như là ngày Sa Huyết Phật, ngày Mahakasyapa có thể thực hành được những cái pháp này. Ngày Mahakasyapa này là ngày có thể thực hành pháp này, nhưng mà ngày không có khuyến khích người khác thực hành, tùy ai theo phương ngài thì theo. Còn ngày Sa Huyết Phật thì bản thân ngài thực hành và ngài luôn luôn đi cũng truyền giảng và khích lệ mọi người thực hành cái pháp khổ hạnh này, hạnh đầu đà.
Tất cả 13 hạnh trên đều có cái đặc tính là loại trừ tham dục, cái tánh tham dục. Tại vì người ta thì hay đắm nhiễm vào những cái vật chất ở bên ngoài, cái lòng tham nó không có bao giờ được thỏa mãn, càng có mình lại càng muốn có nhiều hơn nữa. Thế còn cái người mà chấp nhận thực hành 13 cái hạnh này là cái người là một cái người tình nguyện từ bỏ những cái tham dục này, thì cái tâm nó rất là thanh tịnh. Khi mà một cái người chấp nhận thực hành cái hạnh này là cái tâm nó buông bỏ. Chứ những cái người như những cái người người ta không có vô gia cư, không cửa không nhà, không có cơm để ăn, không có áo để mặc, không có nhà để ở, chẳng có cái gì để tích trữ, thì người đấy có phải là người đấy đang hành hạnh đầu đà không? Bởi vì những cái người đấy, người trong tâm người ta luôn khát vọng, cái tâm tham của người ta vẫn còn đang khát vọng khát khao, mà người ta đang sống cái sự thiếu thốn đấy là do cái ác nghiệp nên là bây giờ người ta phải chịu cái sự thiếu. Và khi mà cái đời sống người ta thiếu và cái tâm người ta vẫn luôn luôn có cái ước vọng, có cái sự tham đắm, có cái sự tầm cầu đấy, nhưng với những cái người mà tình nguyện thực hành những cái hạnh này là những người sẵn sàng từ bỏ. Nếu như mà những cái lợi dưỡng nó có đến, họ cũng sẵn sàng buông bỏ đi, nhưng người ta không tích chữ. Còn những cái người mà người ta đang sống thiếu thốn ấy, thì người ta không như vậy. Có thì người ta sẽ bị dính mắc ngay, lòng tham của họ rất là lớn, nhưng mà họ chỉ có cái nghiệp người ta không có, không có được, thì nó có cái sự khác nhau như vậy. Cái pháp khổ hạnh để cái buông bỏ cái lòng tham dục, tất cả những cái sự tham ái dính mắc nó không còn, nó không có quấy nhiễu vào cái tâm của vị đấy. Nên như Đức Phật sẵn sàng từ bỏ cả ngôi vị vương vị, ngôi vua, từ bỏ cung vàng điện ngọc, vợ đẹp con yêu lành gác nại, cha già mẹ yếu đoạn tình thương, con xa lìa được như vậy và tu có thể thành tựu được đạo quả một cách dễ dàng. Cái sự thể hiện của cái hạnh này đó là cái người thực hành cái hạnh này, người ta vô tham, người ta không có tham một cái gì cả, không có ai đến mà dụ dỗ được, không có ai có thể dùng vật chất có thể cám dỗ được, không có ai có thể dùng cái danh lợi mà có thể làm lay động cái tâm người ta, nên là người ta trở thành một cái người tự do tự tại, không có dính mắc. Cái sự thể hiện sự vô tham. Nhân gần của nó là đức tính thiểu dục chi túc, tức là cái người mà muốn thực hành được cái hạnh này là phải có một cái nhân, là phải có một cái tâm thiểu dục, tức là ít ham muốn, không có ham muốn nhiều. Cái người thế gian thì gọi là đa dục, đa cầu, cho nên là cái khổ não nó cũng đa, nhiều cái tầm cầu khổ não nhiều, thiểu dục ít mong muốn, ít muốn biết đủ. Thì cái người đó luôn luôn an nhiên tự tại. Cũng tại vì là cái thế gian này, nếu như mà cái người mà tầm cầu tham đắm cái pháp thế gian ấy, không bao giờ bị chán, giống như cái thùng không có đáy mà có rồi lại muốn có nữa, không bao giờ thỏa mãn được lòng tham. Nhưng mà cái người thiểu dục chi túc biết đủ thì người ta không bao giờ thiếu, người ta không bao giờ cảm thấy thiếu thốn cái gì, với luôn luôn là đủ, cuộc sống luôn luôn là tự tại. Nhân gần thiểu dục muốn thực hành một cái pháp khổ hạnh này thì cái vị đó phải có một cái phát nguyện thọ trì. Cái thời Đức Phật thì hầu các vị nào muốn thực hành cái khổ hạnh thì phát nguyện thọ trì trước mặt Đức Thế Tôn, con xin nguyện thọ trì cái pháp khổ hạnh, cái pháp đầu đà này. Thì nếu mà có cái sự thọ trì trước những cái bậc có đức hạnh lớn như vậy thì cái sự nhiệt tâm của mình nó mới mạnh, cái tâm
của mình nó mới mạnh mẽ để thực hành Pháp. Thì xin một cái đề mục thiền chỉ thiền quán, nếu mà một cái người mà được xin một cái đề mục trực tiếp từ nơi Đức Phật thì cái vị đó sẽ có được một cái sự nhiệt tâm, có được cái niềm tin lớn, và cái vị đó sẽ có được cái sự tu tập, có được cái sự thuận lợi rất là lớn, có thể chứng đạt được một cách dễ dàng. Nếu mà không, cái thời mà không gặp được Đức Phật nữa, thì Đức Phật nhập diệt rồi thì có thể thọ cái pháp khổ hạnh này trước một vị thánh tăng, như là một vị A-la-hán, hoặc là một vị Bất Lai, hoặc một vị Nhất Lai, hoặc một vị Sự Niêm, là một trong bốn cái vị thánh tăng đấy, có thể phát nguyện xin thọ cái pháp đồng đà khổ hạnh trước một vị thánh tăng. Nếu mà không có duyên để gặp một vị thánh tăng thì có thể xin thọ pháp này trước một vị tam tạng. Không có vị tam tạng thì trước xin thọ với một vị nhị tạng hoặc là với một vị nhất tạng. Nếu như mà cái vị mà nhất tạng cũng không có thì mình xin thọ cái pháp đấy, nguyện mình phát nguyện thọ trì cái hạnh, cái khổ hạnh đấy trước một cái vị thông thuộc kinh điển. Vì nó có thể thông thuộc một bộ kinh, trường bộ, trung bộ gì đấy, thông thuộc một bộ kinh cũng được. Nếu như mà không có nữa thì mình có thể tìm đến một vị đang thực hành cái khổ hạnh đấy, mình có thể xin thọ trì rồi cái pháp này với cái vị đấy, một vị đang thực hành trì cái pháp khổ hạnh. Còn nếu như mình cũng không tìm đâu ra được một cái vị đang thọ trì cái pháp khổ hạnh đấy nữa thì mình sẽ xin thọ trì trước ban thực Phật, sẽ thọ trì cái pháp này trước cái ban thờ Phật cũng được. Vậy có thể là cái pháp này cũng rất là đơn giản. Nếu như mình không tìm được những cái bậc tôn đức như trên thì mình có thể phát nguyện trước ban thờ Phật rồi mình sẽ thực hành cái pháp khổ hạnh này. Đối với cái hạnh thứ nhất, đó là hạnh phấn tạp y, hay là hạnh cái mặc y rách, hạnh cái mặc y chắp vá, phấn tạp y. Hạnh thứ nhất, hạnh mặc cái y chắp vá. Thì cái vị đó sẽ phát nguyện, con nguyện giữ khổ hạnh phấn tạp y, con xin phát nguyện. Mình có thể phát nguyện trước một cái vị có giới đức, hoặc là tự mình phát nguyện trước cái ban thờ Phật, con xin nguyện thọ trì cái khổ hạnh phấn tạp y, hay là con xin phát nguyện thọ trì cái hạnh đầu đà mặc y phấn tạp, hay là mặc y chắp vá đấy. Thì cần phát nguyện, cứ một cái lời phát nguyện nào cũng được, mình phát nguyện như vậy. Khi mà đã phát nguyện rồi thì lúc này mình sẽ phải đi lượm nhặt vải. Cái việc tiếp theo đó là mình sẽ đi nhặt vải về để may y. Lượm vải về để may y thì cái vải mà tốt nhất đó là mình nên ra nghĩa địa tìm vải. Mà thời xưa thì hay cái là cái người chết người ta hay bọc vào trong vải, người ta bỏ xác ở trong rừng. Cho nên vải nó rất là nhiều, thì người nào chết cũng bọc vải mang quăng vào trong nghĩa địa. Thì những cái con sói hay là con diều hâu nó đến nó ăn hết thịt rồi thì sẽ còn lại vải, sẽ còn rất là nhiều đấy. Mình tìm ở nghĩa địa, và cái mặc vải ở nghĩa địa thì luôn luôn có cái sự thức tỉnh về cái sự vô thường. Hoặc là mình có thể đi tìm vải ở ven đường, hoặc là ở đống rác, ở những cái nơi nào có vải, sông ngòi, cánh đồng, vải ở tất cả, ở những cái nơi, bất cứ nơi đâu mà người ta quăng bỏ vải. Những vải ở những cái nơi có thể là người ta băng bó vết thương, người ta lau chùi những cái thứ bất tịnh mà người ta quăng bỏ, hoặc là những cái nơi tế lễ xong rồi có những cái vải bọc tế lễ người ta quăng bỏ. Có rất nhiều các cái loại vải. Vải có khi là do thần thông người ta biến hiện ra, vải có khi là do thiên thần người ta biến hiện ra,
Vậy thì mình không có phân biệt các cái bài gì hết, có nghĩa là mình đi lượm nhặt các cái loại bài như thế ở tất cả mọi nơi, bất cứ ở nơi đâu có những cái mảnh vải thì người ta quăng bỏ rồi thì mình nhặt về. Thì cái sự mà nhặt những cái vải nó cũng có ba bậc. Cái người mà mặc y bằng cái vải vá này cũng có ba cái mức độ khác nhau, nó có bậc thượng, bậc trung, bậc hạ, cấp 1, cấp 2, cấp 3, có ba cái mức độ. Ví dụ như cái người mà người ta thực hành cái hạnh mặc y chắp vá này, ở cái mức độ bậc thượng thì người ta chỉ có nên nhặt vải ở nghĩa trang, ở nghĩa địa để về may y, không có dùng vải chỗ khác, chỉ có mặc nhặt vải ở nghĩa địa. Nhặt vải ở nghĩa địa thì những cái xác chết, những cái xác chết nào đã chết lâu ngày rồi thì mình hãng lấy. Có những cái xác, có những cái vải thì nó không còn bọc xác chết nữa thì những cái vải đấy thì tốt. Nhưng mà có một số những cái vải thì còn bọc xác chết nhưng mà mới chết, mà có những cái xác người ta mới chết, có xác mới chết mà đến lấy về, đôi khi cái người mới chết ấy người ta có cái tâm tham ái, người ta thành cái quỷ thần, người ta chưa có đi nơi khác mà mình ở đấy mình nhặt, xong là người ta sẽ đòi lại. Thời Đức Phật cũng thế, có một vị tỳ kheo người ta nghĩa trang nhặt cái vải và có một cái xác mới, người ta mới quăng bỏ xác chết ấy. Cái vị này lại nhặt cái vải đấy thì cái vị dạ xoa của cái xác chết ấy, xác chết người ta biến thành dạ xoa, người ta coi xác, người ta bảo không được lấy y của tôi, không được lấy y của tôi. Nhưng mà vị này không có nghe, cứ cố tình lấy cái y đấy. Cái vị này cầm cái y về thì cái xác chết ấy nó cũng đứng dậy, nó đi theo, đứng dậy nó đi theo. Và nó khi mà vị này về đến cốc thì cái xác ấy nó cũng theo về đến tận cửa cốc ấy, nó ngã bật ra đấy, bật ra cái cửa cốc đấy. Nhưng về sau mọi người mới trình một cái sự việc đến lên Đức Phật, thì Đức Phật mới nhắc nhở là từ nay không có nên lấy vải ở những cái xác mà người ta xác mới chết, xác mới chết không nên lấy, và cũng không được lấy. Như vậy thì những cái quỷ thần người ta phẫn nộ, ta sẽ làm cho nhiều người phát sợ hãi. Vẫn có thể nhặt những cái bài đã của những cái xác chết đã hủy hoại rồi. Bây giờ cái bài đấy thì ở Việt Nam thì những cái ngôi mộ người ta thì bốc mộ bốc mả thì may, bài nó chôn lâu năm này nó cũng mục, khó mà kiếm được. Muốn tu cái bậc thượng này thì ở Việt Nam hơi khó, thì ở nghĩa trang không có bài để nhặt. Bậc trung thì nhặt vải do một người khác có tác ý bỏ ở đường cho những vị tu khổ hạnh sẽ nhặt. Có nhiều những cái người cư sĩ người ta biết, vì ở bên Ấn Độ thời xưa những cái người mà đa số các cái vị tu khổ hạnh không những là đệ tử của Đức Phật mà đệ tử của ngoại đạo, nhiều người người ta cũng nhặt những cái vải ở bên đường, người ta may y, người ta mặc. Cho nên là người dân Ấn ở đấy người ta biết cái phong tục đấy, và nhiều người người ta có tác ý là ta bỏ những cái tấm vải đẹp này ra đường, và nếu như có vị tu khổ hạnh nào nhặt được cái vải này bị đó mặc thì sẽ là một cái sự lợi ích, là cái sự hạnh phúc cho ta. Họ có cái tác ý đấy, cho nên là nhiều người ở trong nhà người ta có những cái vải gì mà không dùng được người ta đem ra đường người ta bỏ, và người ta biết rằng là bỏ ở đây sẽ có người nhặt, người ta biết là như vậy. Cho nên có những cái áo mà người ta không dùng đến nữa thì người ta sẽ mang ra đường người ta bỏ, và những cái người khác cũng hiểu về cái văn hóa, mà cái văn hóa người ta biết đây là y bỏ có chủ ý, những cái y này bỏ có chủ ý sẽ có người nhặt mặc, và cái người bỏ đấy sẽ có được cái công đức, có được cái phước. Và đó là nhặt vải do một người khác có tác ý. Thì những người mà đã có tác ý thì những vải đấy thường là vải tốt hơn, là nghĩa địa. Thì cái người mà mặc cái y này gọi là cái y bậc trung. Còn bậc hạ là lấy do một vị đồng tu cho bằng cách đặt ở dưới chân. Một cái vị đồng tu khác ấy, cái vị này mà ở cái nơi người ta khó kiếm ấy, ví dụ như ở Việt Nam bây giờ kiếm đâu ra những cái vải vóc ở bên ngoài,
đi ra đường bây giờ nó cũng sạch sẽ lắm, chẳng vài góc người ta cũng bỏ vào trong cái ấy rác hết, cái chỗ người ta bỏ vào thùng rác hết. Có kiếm, có thể lấy một cái tấm y do một vị đồng tu phạm hạnh đặt ở dưới chân, tức là không được trao tay. Tức là nếu như mà trao tay có nghĩa là ông đã nhận, vị đó đã nhận y một cách nhận y rồi. Nhận y tức là vị đó không phải là một cái người mặc cái y phấn tạp, không phải là một cái người mặc cái y bằng cái sự đi nhặt, đi nượm nhặt cái vải nữa. Vậy thì vị đó phải mặc y bằng cách đi nượm nhặt. Thì vị khác mà cái vị đồng tu mà muốn cho thì phải đặt, đặt ở dưới đường, đặt ở dưới chân, rồi vị đó tự đến đấy nhặt chứ không phải xin xỏi. Thì cái y như vậy là hợp. Đấy là cái bậc thượng, bậc trung và bậc hạ. Mình có thể hành trì bằng cái cách là tôi nhặt cái tấm y này tôi mặc. Và khi mà mặc cái y như thế, và cho đến khi nào mà vị đó nhận một tấm y do một người khác dâng cúng, do một cái người khác ban tặng, biếu tặng, dâng cúng, thì lúc đấy các cái khổ hạnh này bị phá vỡ. Tức là lúc đấy nó phá giới. Thì cứ ngày nào còn hành trì, và ngày nào mà đi nhận một tấm y do người khác đã may sẵn và dâng cúng, thì lúc đấy là mình đã phá cái giới phấn tạo y này. Cái giới này thì thời xưa thì cái nhân duyên mà cái lần đầu tiên mà tôn giả Ca Diếp gặp Đức Phật, lúc đấy tôn giả Ca Diếp nghe nói Đức Phật đang đi truyền pháp và ngài muốn đi tìm Đức Phật. Thì Đức Phật cũng biết rằng có một cái người đệ tử đang đi tìm, cho nên Đức Phật đã đi một đoạn đường và ngồi ở bên đường để chờ ngài Ca Diếp đến. Khi ngài Ca Diếp đến, từ xa trông thấy Đức Phật có những cái tướng hảo rực rỡ và là một cái người các cái căn an tịnh, thì ngài Ca Diếp biết đây là lúc đấy tự nhủ rằng đây có thể là một vị giác ngộ, là một cái người rất là siêu thoát. Cho nên ngài Ca Diếp đến đảnh lễ và nói rằng bạch ngài, có thể ngài là một vị Phật chánh đẳng giác chăng? Và lúc đấy thì Đức Phật đã giảng pháp cho ngài Ca Diếp. Sau đó hai thầy trò trên đường đi về tu viện thì đến một cái gốc cây, thì Đức Phật muốn ngồi nghỉ ngơi ở đây. Thì lúc đấy tôn giả Ca Diếp mới dùng một cái tấm y của mình. Thì tấm y của tôn giả Ca Diếp lúc đấy là một cái tấm y nó rất là tốt, bằng một cái tấm y mà chống nhiệt, có thể mặc mà chống được cái lạnh của mùa đông. Và tôn giả Ca Diếp mới trải cái tấm y đấy đi xuống dưới gốc cây và thành Đức Thế Tôn ngồi. Lúc ấy Đức Phật mới khen, ô cái tấm y này mới mềm mại làm sao. Và lúc đấy ngài Ca Diếp bảo, xin bạch Đức Thế Tôn, con xin dâng cúng ngài tấm y này, xin ngài nhận để cho con được sự lợi ích lâu dài. Thì Đức Phật bảo, ngài ta cũng sẽ tặng cho ngươi một thứ, đó là ta sẽ tặng cho một cái tấm y bằng một cái vải đã rất là cũ kỹ và rách nát rồi. Và ngài Ca Diếp ngài rất là hài lòng, rất là hoan hỉ, và ngài coi như đây là một cái món quà cao thượng nhất, cao quý nhất trong cái cuộc đời tu hành của mình. Và ngay lúc đấy thì ngài đã dùng cái tấm y đấy và ngài nguyện suốt đời ta sẽ mặc cái y phấn tạp. Và từ đấy thì cho đến suốt cuộc đời ngài Ca Diếp luôn luôn mặc y phấn tạp, mặc những cái y rách, những cái y mà lượm nhặt những cái vải ở nơi nghĩa địa về để may y và mặc. Và ngài Ca Diếp được gọi là một bậc tu mặc y phấn tạo đệ nhất, hay là một bậc tu hạnh đầu đà đệ nhất. Vì có những cái bậc tu như vậy cho nên cái thời hậu thế sau này mới có những cái tấm gương nhìn lại sao mình còn thích những cái y sang, y đắt giá tầm cầu về y phục. Và lúc đấy mình nghĩ là ngài Ca Diếp ngày xưa toàn mặc cái y lượm nhặt ở dưới ở nghĩa trang về mặt, mà ngài vẫn là một cái bậc thượng, nhưng một cái bậc đại thanh văn, một cái bậc có cái đạo hạnh cao thượng được Đức Phật tán thán khen ngợi như vậy.
được cả chư thiên và nhân loại phải cung kính như vậy. Và cái lợi ích của cái hạnh mặc y phấn tảo, nó có những cái lợi ích, đó là cái người đó không phải lo lắng giữ gìn, vì mình chẳng có cái gì là cao quý đắt giá cả. Rồi cái y đấy mình có mang đi cho chẳng ai lấy, nên không bao giờ sợ ăn trộm mất y, mình không phải không mất cái công, không phải lo lắng. Thứ hai là không lệ thuộc vào người khác, lệ thuộc vào người khác là lệ thuộc người khác may y cho mình. Là nếu bây giờ muốn có được một cái tấm y, một cái tấm y tốt thì phải có tiền để mua vải vóc, phải nhờ người may, rồi nhặt giặt nhuộm nó nhiều thứ, xong là luôn luôn phải giữ gìn rồi sợ mất. Cho nên cái người mặc y phấn tạo để tránh được những cái khổ này, không lo lắng, không có lệ thuộc vào người khác, không có sợ trộm cướp, không có ai để trộm cả, và không tham muốn về y phục. Thế rất là tự tại, không có so đo này, y này tốt, y này rộm, y này xấu, y này đẹp, không có cái sự so sánh như thế, y nào cũng như y nào. Lợi nữa là không tốn kém, nó không có giá trị mà. Không có giá trị gì hết, nên là cái y ấy nó không có tốn kém, không có giá trị, mình không có so sánh cái y của mình tốt y người kia xấu, y này giá trị y kia không giá trị, y này đắt y kia rẻ, là cái này nó không có tốn kém, không có mất tiền đi mua đâu, không mất tiền để cắt bẫy, càng dễ tìm kiếm thì đi lượm vải về khâu và làm được y, không phải đi kiếm tiền để đổi. Và không có nỗi nằm, không có nỗi nằm, đi tầm cầu y thì sinh ra nhiều cái nỗi nằm, còn đi lượm vải về nhặt về làm thì nó không có nỗi nằm gì cả. Làm cho người khác tăng trưởng niềm tin, cũng đây cũng là một cái cách mà có thể truyền đạo, truyền bá cái niềm tin, làm cho người khác tin tưởng vào cái sự thực hành của đạo pháp. Tâm thường được chi túc, tâm thường biết đủ, dễ tu tập, okay, xong và làm tấm gương cho đời. Thời mà cách đây khoảng 10 năm, 20 năm trước thì lúc đấy cái y nó vẫn còn khó. Lúc đấy mà muốn có được một cái y của chư tăng hay là của tỳ kheo thì rất là khó. Vải vóc lúc đấy nó cũng còn hiếm, và cái lúc đấy y phục cũng hiếm hoi. Khoảng 10 năm trở lại đây thì y phục quá dễ dàng. Thời đại công nghiệp nên là cái sự may y nó trở nên quá dễ dàng, và y phục nó trở nên quá dễ kiếm, quá dễ tìm kiếm, thành ra một cái người sẽ có nhiều bộ y, thì cũng đi đâu cũng sẽ vất vả, vì phải mang cả một cái túi hành lý rất nặng, toàn y ở trong đó, y này y kia cũng vất vả nhiều. Thời ngày xưa mà nhiều y như vậy thì mỗi lần đi giặt thì khổ. Thời bây giờ thì có máy nó giặt cho cũng đỡ. Nhưng mà cái y nó khó, cái y ngày xưa nó khó kiếm, cho nên là một cái người mà thực hành được cái hạnh mặc y phấn tảo này thì cái người đó sẽ đỡ. Mình có được một cái khoản tiền để mua được một cái tấm y nó cũng rất là khó khăn, cho nên Đức Phật tán thán những cái người có thể thực hành được cái hạnh này là cái người sẽ
không bị dính mắc, không có cái thời gian để mà tu tập, không có. Những cái này nó cũng, cái y phục thì nó cũng làm cho con người ta chấp vào cái đẹp cái xấu, mặc y phục để làm đẹp, y phục để làm đẹp. Và cái người mặc những cái y lách rưới, cái y may vá thì không mơ có cái tâm so đo, không có cái tâm so đo đẹp xấu. Nhiều người ta bảo người đẹp bị lụa, lụa tốt bị phân, và mặc cái y hoại sắc để trừ được cái tâm tham, không tham vào cái đẹp, không nghĩ mình là đẹp, không chấp trước cái đẹp bên trong bên ngoài, nó có được một cái sự tự tại. Thứ hai là hạnh ba y được thọ trì bằng cách phát nguyện: tôi xin thọ trì hạnh mặc ba y. Thọ trì, tôi xin thọ trì hạnh mặc ba y này. Cái đó là con xin thọ trì, tức là mình xin thọ trì trước một cái bậc tôn đức nào đấy, trước tam bạc mình phát nguyện là con xin thọ trì hạnh mặc ba y. Sau đó thì cái người đó sẽ dùng chỉ có một tấm hạ y, một tấm y vai trái và một tấm y đang dàn lên. Thì cái hạnh này là hạnh của một tỳ kheo, vì một vị tỳ kheo thì mới có y tăng giả đê. Còn nếu mà vị sa di thì chỉ mặc hai y thôi, thì một cái tấm hạ y và một tấm thượng y, vậy là đủ. Còn nếu là tỳ kheo thì có cái y tăng giả đê nữa là ba y. Sống rất là đơn giản. Thì cái người mà thực hành cái hạnh này cũng có ba cái cấp bậc. Đó là cái bậc thượng là người không dùng thêm cái tấm vải nào nữa, người chỉ có dùng ba cái tấm y đấy thôi, không dùng thêm vải. Nên nhiều người trời rét cũng không đắp chăn, chỉ đắp y thôi, dùng cái tấm tăng giả đê làm y. Mà đi đến cái vùng nó lạnh quá thì đắp tăng giả đê không đủ thì mới phải dùng đắp chăn. Cái vị mà dùng cái thượng y là bạn à, dùng cái y bậc thượng là chỉ có ba tấm y. Nếu như cái vị đó mà ở cái nơi mà có đông người, đôi khi y thì cũng phải giặt rũ, giặt thì vị đó sẽ dùng một cái tấm y khoác lên người, chùm lên người. Còn cái tấm y khác đi giặt, cái khi nó khô lấy cái tấm y khô chùm lên người là y khác mặc. Còn nếu mà vị đó ở trong rừng một mình thì vị đó có thể giặt cả ba y cùng một lúc được. Còn nếu mà bậc trung thì dùng thêm tấm vải nhỏ để che thân khi giặt nhuộm, như là có cái áo ở bên trong, cái áo nhỏ nhỏ ở bên trong, thì cái áo nó chỉ nhỏ vừa vừa thôi, vừa bằng một cái bàn tay thì là nó phù hợp để che thân. Khi mà giặt y hoặc là nhuộm y mới thường xuyên giặt nhuộm thì lấy dùng một cái tấm vải khác để che thân. Thế là ở cái mức bậc trung và ở cái mức bậc hạ, mức bậc thứ ba là có thể mượn y của một vị khác khi giặt nhuộm. Có người thì có thể mượn một cái tấm y của vị khác mặc, và khi mà cái vị đó giặt nhuộm, đấy là cái người thực hành cái khổ hạnh ba y, có ba cái mức độ như vậy. Có người thì chỉ dùng ba y không thêm cái vải nào, có người thì dùng thêm một tấm vải nhỏ để che thân khi mà giặt y, còn có một bậc nữa thì có thể mượn một cái y của vị khác mặc vào để mang cái y của mình đi giặt. Đó là ba cái cấp bậc như vậy. Và đây là những cái lợi ích của cái người thực hành cái hạnh ba y này. Vì đó xem y phục chỉ là để che thân, y phục nó không, vì đó không có nghĩ y phục là cái tài sản gì hết, y phục chỉ là
cái vật để che thân, không có tài sản, không có cần tích trữ gì hết, không cần nhiều, càng ít càng tốt. Giống như con chim có đôi cánh, đi đâu ấy đi với đôi cánh, thì kheo chỉ có ba cái y, đi đâu chỉ có với ba cái y đây, nên là không bao giờ sợ, không bao giờ sợ phải mang vác hành lý, nên là đi lại đỡ phải mang vác hành lý đi được, vì nó nhàn an nhàn tự tại, đi đâu cũng nhẹ nhàng thanh thản, ít vật dụng, không có tích trữ nhiều, nên là cũng không có mất cái thời gian phải đi giặt y nhiều, nên là có nhiều y để suốt ngày phải đi giặt rũ, mà vì nó cũng không có tích trữ vải, không có tích trữ vải. Thí chủ mà có cúng dường này thì nó cũng đi bố thí cho người khác. Ngày xưa mà có một vị cư sĩ, thì vị này thì cái lúc mà cái đời sống chưa đi xuất gia thì gia đình cũng khá giả, nhưng mà rồi vị ấy cũng muốn đi xuất gia, và trước khi đi xuất gia vị ấy đã xây cho mình một cái tịnh thất ở gần kỳ viên tịnh xá, gần nơi Đức Phật giảng pháp, thì xây một cái tịnh thất, và vị xây bên cạnh tịnh thất là có cả một cái nhà kho để chứa đồ đấy, chứa thực phẩm, chứa vải vóc, chứa y phục, tất cả những cái vật dụng cần thiết, và hàng ngày vị đó có thể có cái đời sống tự túc tự tại, có rất là nhiều y phục. Thế rồi một hôm vị đó giặt rũ rồi là phơi rất nhiều các cái y áo của mình ở bên cái thất của mình. Các tỳ kheo khác đi qua và nhìn thấy vậy thì nói là tại sao lại có cái vị tỳ kheo nào mà lại nhiều các cái loại y đến thế, có y mặc ban ngày, có y mặc ban đêm, có rất nhiều các cái loại vải vóc khác nhau. Thì lúc đấy các tỳ kheo này mới đưa cái vị tỳ kheo đấy đến gặp Đức Phật, và các vị tỳ kheo nói rằng là ông là tỳ kheo mà sống không có biết đủ, là tích trữ quá nhiều thứ, và mang đến gặp Đức Phật thì Đức Phật nói rằng có thật là ông đã không biết đủ, đã tích trữ nhiều y không? Thì vị này mà có thưa vâng bạch Thế Tôn. Thì là lúc ấy Đức Phật mới quả mắng, tại sao sống trong cái pháp luật này không có chịu lo tu tập để giải thoát, mà lại còn lo cho cái xác thân nhiều quá, tích trữ nhiều y phục quá. Thế thì cái lúc này vị này phẫn nộ, cởi hết y ra, giống như là một cái sự hờn dỗi. Và lúc đấy Đức Phật đã phải nói một cái bài pháp về cái tiền thân. Trước kia ông đã trải qua 12 năm để đi tìm tàn quý, mà giờ lại trở thành người vô tàn vô quý như vậy. Và sau đó Đức Phật nói một cái bài pháp về cái tiền thân của vị đó, thì vị đó mới chứng được đạo quả. Nghe xong chứng được đạo quả, thì từ đấy mới trở thành một cái người sống chi túc, không còn tích trữ nữa, không tích trữ những cái vật dụng nữa, không có tham y phục. Người mà sống đạm bạc, cái người ba y sống đạm bạc, không có tham y phục, không có muốn nhiều y, và sống đời sống viễn ni, có thể sống xa ni ở đây. Xa ni ở cái thế gian, ít muốn và biết đủ, đấy là những cái lợi ích của cái người không có y. Như thời cái thời nào mà cái phiền não của con người nó ít thì người ta sống đơn giản, sống đạm bạc, sống thuận theo cái tự nhiên, sống thuận theo tự nhiên nhiều. Cái thời nào mà phiền não của con người nó nhiều thì người ta tham cầu nhiều, cái tâm tham nó phát triển. Và rất là người ta lại có cái tà kiến, người ta nghĩ rằng là bây giờ phải đáp ứng được tất cả những cái nhu cầu về của con người, trong cuộc sống của con người, đó là nhu cầu về ăn, nhu cầu mặc, nhu cầu về ở. Và người ta nghĩ rằng khi nào con người được đáp ứng những cái nhu cầu đấy thì con người sẽ hạnh phúc. Người sẽ hạnh phúc khi mà những nhu cầu của mình
được đáp ứng đầy đủ. Nhưng mà thực tế với cái trí tuệ giác ngộ của Đức Phật thì Đức Phật thấy không có ai hạnh phúc khi mà và không có ai cảm thấy mình thỏa mãn những cái nhu cầu của mình hết. Vì vậy cho nên khi chưa có thì mình mong cầu, cố gắng cho có. Khi có rồi thì mình lại thấy nó bình thường, mình lại tập cầu cái lớn hơn nữa. Và như vậy thì lòng tham được thỏa mãn thì cái lòng tham đấy nó lớn lên. Vậy thì cái hạnh phúc hay là cái tham cầu ấy, nó là do cái tâm của vị nó có rồi thì vị đó vẫn chưa hạnh phúc, vẫn chưa thỏa mãn. Khi mà chưa có thì vị đó nghĩ là khi nào ta có rồi ta sẽ cái cuộc sống này sẽ hết khổ. Nhưng mà khi mà vị đó đã có rồi, có tiền tài, có danh vọng, có địa vị, có nhà cửa, có quần áo, có ăn ngon rồi, vị đó vẫn chưa không có thỏa mãn. Mà cái lòng tham lúc đấy có khi nó sẽ lớn hơn, và cái lòng mong cầu, cái khát vọng có khi nó lại mạnh hơn nữa. Mà không, và nó không bao giờ biết đủ. Chỉ những cái người nào sống biết từ bỏ cái lòng tham, biết từ bỏ cái lòng tham, biết chi túc, biết đủ với những gì mình đang có, thì lúc đấy cái khổ nó mới hết. Và cái người mà chi túc lại biết đủ đấy mới là cái người hạnh phúc, là cái người thỏa mãn được những nhu cầu không có hạnh phúc. Mà chỉ có những người diệt trừ được tham muốn các nhu cầu đấy mới là người hạnh phúc. Cho nên Đức Phật cũng đã nói người nào chi túc thì nằm ở trên mặt đất cũng an vui hạnh phúc. Còn cái người nào mà không biết sống cái hạnh chi túc, biết đủ ít muốn, thì vì dù có ở trên thiên đường vị đó vẫn khổ, trên thiên đường vị đó cũng không thỏa mãn. Và chính Đức Phật cũng đã có một cái bài kinh nói một cái câu chuyện này. Khi mà trong một cái tiền thân ngài sinh là một cái vị vua chuyển luân thánh vương. Khi nào vị vua chuyển luân thánh vương thì ngài có 7 món báu và đi chinh phục khắp 4 châu thiên hạ và làm chủ cả một cái quốc độ rộng lớn khắp 4 châu rồi. Và lúc đấy ngài cảm thấy vẫn chưa thỏa mãn. Và một ngày mình sinh ra cái tâm nhàm chán, nói lại với các cái quan đại thần, còn một cái cõi nào mà nó cao, nó còn thù thắng hơn cái cõi ta bà này không? Thì lúc đấy các thần mới nói là có cái cõi tứ thiên vương. Cõi tứ thiên vương là cái cõi trời dục giới, tầng trời thứ nhất ấy. Thì cái lúc này là cái oai đức của cái vị vua chuyển luân thánh vương rất lớn, cùng với lại 4 cái loại binh chủng của mình, vì nó cưỡi thiên xa và đi thẳng về cõi tứ thiên vương. Thì các cái vị vua ở cõi tứ thiên vương cũng kính nể cái vị vua chuyển luân thánh vương có một cái đức rất lớn như vậy, đã nhường cõi trời dục giới tứ thiên vương cho vị này cai trị. Cai trị ở đấy rất là nhiều, một thời gian rất là dài, và vị đó cảm thấy chán, nhàm chán, và vị đó lại hỏi các đại thần là còn cái cõi nào cao thượng hơn cái cõi tứ thiên vương này không? Và các vị đại thần nói còn cái cõi nữa, đó là cõi đao lợi thiên. Thì lúc đấy vua chuyển luân thánh vương cùng với 4 loại binh chủng tiếp tục cưỡi trên thiên xa, còn một cái loại xe thiên xe, xe cõi trời tự xuất hiện do cái đức của vị chuẩn nguyên thánh vương. Khi mà tất cả mọi người đi lên cái cõi đao lợi thiên thì vua trời đế thích nhường lại cho một nửa cái cõi trời thứ 33 đấy, để cho cái vị này cai trị một nửa cõi trời. Thì cái vị vua này vì có cái đức hạnh rất là lớn cho nên tuổi thọ rất là lâu dài, và vị vua trời thứ nhất sống được 36 triệu năm rồi chết, đến vua trời thứ hai sống 36 triệu năm rồi chết, vua trời thứ ba sống 36 triệu năm rồi chết. Và trải qua 36 lần cái vị vua đế thích như vậy mà cái ông vua chuyển luân thánh vương này ông vẫn còn sống, không biết là ông sống ở cái cõi đấy lâu như thế nào mà ông không có thỏa mãn. Vua chuyển luân thánh không thỏa mãn, và lúc đấy nghĩ là ta phải giết vua đế thích này để ta làm chủ cả cái cõi trời tam thập tam thiên này, ta phải làm chủ cả cái cõi trời đao lợi. Khi mà vừa khởi lên cái ý nghĩ như vậy thì là lúc đấy cái đức, cái công đức nó bị hao tổn, nó bị suy giảm, và lúc đấy cái ác nghiệp nó đến. Thì vua trời, vua cái vị vua chuyển luân thánh vương đấy bắt đầu làm hết cái thọ mạng, dần dần bị hết thọ mạng, và bị nó rơi từ cái tầng cõi trời đao lợi xuống nhân gian.
rơi xuống đến nhân gian, và lúc đấy rơi xuống chúng cái vườn ngự uyển. Thì những cái người mà trông coi vườn ngự uyển, người ta đến người ta hỏi: thưa ngài, ngài là ai? À, ta là vua, ta là vua ở cái thành này, và ta từ cái, và vị đó nói là từ cái thủa đấy, thủa đấy ta đã đi lên cái cõi trời tứ thiên vương rồi, ta lên làm vua ở cõi trời đạo nữ. Và lúc đấy những cái người ở dân ở cái xứ đấy, người ta vẫn còn truyền tụng nhau lại cái sự tích đấy, người ta vẫn biết, người ta vẫn biết rằng là đúng vậy, thì cái sự nghiệp đế vương của ngài vẫn còn đây, cái thế hệ con cháu thứ bao nhiêu người ta vẫn còn làm vua ở cái cõi nhân gian này, mời ngài về để tiếp tục làm vua ở cõi nhân gian để cai trị đất nước. Nhưng mà cái vị đó là cái thọ mạng của ta đã hết rồi. Và lúc đấy ngài, vị đó chỉ muốn là nhận ta chỉ muốn nhắn nhủ lại với nhân gian một cái câu cuối cùng này. Đó là cái vua cái, tức là vị đó nói cái tên vua của mình là đã từng làm chủ bốn châu thiên hạ, đã từng làm chủ cả cõi tứ đại thiên vương, đã từng làm vua ở cõi trời đao lợi, và trải qua 36 đời vua đế thích, nhưng ta vẫn chưa được thỏa mãn những nhu cầu không có thỏa mãn. Và cái lời mà bị nói nhắn nhủ này, thế gian là cái lòng tham, dù mình có được thỏa mãn, không bao giờ được thỏa mãn, dù mình có được đáp ứng tất cả những nhu cầu thì lòng tham của mình cũng không bao giờ thỏa mãn. Mình có được khắp thế gian này rồi thì mình sẽ muốn có những cái cao hơn thế nữa và không bao giờ biết đủ được. Vậy cho nên là một người sống tri túc thì là một người mới có hạnh phúc. Một người không tri túc cứ đi chạy theo những cái tầm cầu, những cái vật chất ở bên ngoài thì luôn luôn sống trong khổ đau. Tiếp theo là hạnh khất thực. Hạnh khất thực được thọ trì bằng lời phát nguyện. Con nguyện thọ trì hạnh khất thực hàng ngày. Thọ trì bằng cái hạnh khất thực ăn xin. Thọ trì xong cái lời phát nguyện đấy rồi thì mình sẽ là một cái người ăn sống bằng cái đời sống ăn xin. Ở cái cấp 1 chỉ nhận đồ ăn do người cúng dường. Nhưng mà khi mà đã phát nguyện rằng là ta sẽ sống suốt đời bằng cái hạnh xin ăn, tức là cái hạnh khất thực ấy, thì cái vị đó sẽ không có tích trữ về vật thực, không có tích trữ về thức ăn rồi này, không có son đổi, không có làm bếp, tức là cái vị đó sống ở đâu là không bao giờ cất một cái bếp, không có cần cất một cái nhà bếp, không có cái nhà kho, không có nhà ăn. Và thậm chí rằng là có một cái người khác đến thỉnh mời và thỉnh ngài ngày mai đến nhà con tụng trai tăng, vị đó cũng không nhận lời luôn, vị đó cũng không nhận lời. Vì bị đó nhận, khi mà đã nhận đời nó cũng giống như là mình đã có một cái gì đó tích chữ đấy, tức là mình đã có tính toán trước là mai ta sẽ đến nhà đó để ăn như một vị khách vậy. Rồi thì cái điều đó bị đó cũng không nhận đời do cái lời thỉnh mời, mà cứ ngày hôm nay thì đi xin nhà nào ăn xong rồi biết ngày hôm nay, ngày mai không cần tính toán trước, đi vào trong làng gặp nhà nào vào nhà đấy xin ăn xong rồi về cái nơi chú xứ hành thiền xong ngày hôm sau, tức là ngày nào bị đó biết ngày đấy, không có ai hẹn trước, hẹn cũng là trước để hết thì mời trước, và bị đó không chờ đợi. Nhưng bị đó đang đi khất thực chẳng hạn, có người nói rằng thưa ngài, ngài hãy đứng đợi, hãy chờ đợi để tôi sẽ nấu cơm xong tôi sẽ cúng dường ngài, hãy ngồi tại nhà tôi để chờ. Thì cái vị này cũng ở cái cấp 1, tức là cái mức bậc thượng ấy, thì vị đó vẫn cứ lần lượt đi đi khất thực, chú cũng không cảm nhận cả cái sự chờ đợi đâu. Đấy là cái hạnh xin ăn mà ở cái mức độ là bậc thượng cấp 1. Còn ở cái mức cấp 2 là vị đó có thể ngồi đợi đồ ăn do người hẹn mang đến, nhưng mà trong ngày hôm đó, ví dụ như có một người hẹn là trong vị đó đang trên đường đi khất thực mà có người hẹn là xin ngài hãy ngồi đây, con về con lấy đồ ăn đến để cúng dường ngài, và thì vị đó có thể nhận lời được.
đấy là ở cái mức độ cấp 2, hay là có thể nhận những cái lời mời, những cái lời hẹn trong ngày hôm đấy. Cấp 2. Và còn ở cái mức độ cấp 3 thì nhận đồ ăn được hứa mang đến hôm sau và hôm sau nữa. Ở mức độ cấp 3 thì có thí chủ đến nói rằng: thưa ngài, ngày mai chúng con sẽ cúng dường chay tăng. Thì vị đó nhận lời. Rồi hoặc là nó sẽ cúng, sẽ tác bạch là con xin cúng dường chay tăng 2 ngày, 3 ngày, 5 ngày, 7 ngày. Thì vị đó có thể nhận lời, nhận đồ ăn hứa mang đến hôm sau và hôm sau nữa. Tùy theo, có những người người ta hành ở cái mức khắt khe, có những vị thì hành ở cái mức độ trung bình, có những người thì hành ở cái mức vừa phải. Nhưng đấy là cũng là những cái người thực hành cái hạnh ăn khất thực đó. Được hành như thế. Bây giờ mà người ta mà cứ làm ăn làm mà không có tích chữ thì người ta sẽ lo lắng là mỡ là ngày mai hoặc là sau này không biết lấy gì để ăn, nhớ ra để mất mùa bão gió bệnh tật, cho nên là phải luôn luôn là phải lo tích chữ trước. Mà cái thực ra thì con người mà càng tích chữ thì tức là cái lòng tham nó càng lớn lên, càng tham nó lớn lên tức là cái pháp bất thiện nó lớn lên, thì cái pháp bất thiện nó lớn nó sẽ chiêu cảm những cái nghiệp bất thiện. Vì chúng sinh có rất là nhiều cái pháp bất thiện thì nhiều cái pháp bất thiện nó chiêu cảm những cái nghiệp bất thiện lớn, bắt đầu nó mới sinh ra, chiêu cảm những nghiệp bất thiện lớn thì nó sẽ sinh ra nhiều những cái rủi ro, nhiều những cái thiên tai, nhiều những cái tai nạn nó sẽ đến. Như cái thời mà cái trái đất này mới bắt đầu hình thành thì lúc đấy chúng sinh ở cái cõi Phạm Thiên và bắt đầu hóa sinh xuống cái cõi nhân gian, và lúc mới bắt đầu hóa sinh xuống thì chưa có cần ăn gì, vẫn nuôi sống bằng ý. Ở cõi Phạm Thiên thì nuôi sống bằng ý ở trong các tầng thiền, và khi xuống nhân gian lúc đầu cũng nuôi sống bằng ý, thân hình thì tỏa ra ánh sáng phát hào quang, có thể phi hành bay trên hư không được. Thế rồi một chúng sinh thì đã dùng cái ngón tay quệt vào đất và nếm thử, thì thấy cái đất lúc đấy có cái mùi vị thơm ngon như mật ong, và chúng sinh đó thấy cái mùi vị của đất rất là ngon, thì nó ăn thử đất một cái là sinh ra cái tâm tham, một cái tham ái với đất, một cái là bị mất hết cái ánh sáng thân thể. Lúc đầu tiên là sáng, tỏa sáng rực rỡ, mất ánh sáng. Và cái thân thô phù bắt đầu mới hiện này, thành cái thân. Và cái thân đấy vì nó muốn bay nhưng không bay được nữa, bắt đầu phải đi lại trên mặt đất. Thì những chúng sinh khác cũng vậy, cũng không cưỡng chế được cái mùi vị thơm ngon của đất, cũng dùng ngón tay quệt đất nếm thử một cái. Nếm xong một cái thì thấy cái mùi vị của đất nó quá là hấp dẫn, thích thú, và bắt đầu ăn đất, ăn cái chất đất đấy để sống. Thì tất cả chúng sinh rồi dần dần mất hết cái hào quang, mất hết thần túc, thì trở thành những chúng sinh đầu tiên ở cái cõi thế, ở cái thế giới con người. Một thời gian sau khi ăn đất vào rồi, cái thân người nó sinh ra thì nó cũng có người xấu người đẹp, thì bắt đầu mọi người sinh ra cái tâm ngã mạn, cái khen chê lẫn nhau, tôi đẹp ông xấu nó kia. Thì lúc đấy do cái sự khen chê đấy là có cái tâm ngã mạn, nó là tâm bất thiện, nó chiêu cảm cái nghiệp bất thiện, nó làm cho cái chất đất biến mất, đất nó không còn cái mùi vị thơm ngon như mật ong nữa, không ăn được đất nữa. Thì lúc đấy mới mọc lên một cái loại thực vật, rồi lúc đấy thì ăn các cái loại thực vật, ăn nấm đất cũng xuất hiện.
Nhưng mà cái lòng kiêu ngạo của con người nó cứ lớn dần lên, nắm đất nó cũng biến mất, một loại cây neo xuất hiện, con người ăn cây neo rồi dần dần cây neo nó cũng biến mất. Thì lúc đấy lúa nước xuất hiện, lúa gạo xuất hiện. Thì lúc đầu lúa xuất hiện thì không có vỏ, không có chấu, mọc lên một cái có thể hái về và ăn, hái về ăn, ăn được cái đấy để sống. Thì con người cái pháp bất thiện, cái tâm tham thì dần dần nó sinh ra. Rồi là cái có cái người thích tích chữ, bắt đầu sinh ra từ một cái người nghĩ rằng đầu tiên thì cứ ngày nào cũng đi lấy thức ăn, hôm nay lấy ăn đủ hôm nay, ngày mai đi lấy ăn đủ ngày mai. Vừa rồi có một cái người, người ta nghĩ là tội gì ngày nào mình phải đi lấy lúa về ăn thế này, thà là hôm nay ăn mình lấy hai bữa, ngày mai khỏi đi lấy. Thế những chúng sinh khác đấy cũng nghĩ cái pháp này hay, tội gì mình cứ phải ngày nào cũng bữa nào ăn cũng phải đi lấy lúa, vậy thì lấy cho ngày hôm sau nữa. Do cái con người có cái tâm tích trữ một cái, chiêu cảm cái ác nghiệp một cái này, cái lúa tự nhiên đấy nó biến mất, bắt đầu nó mới mọc, nó mới xuất hiện một cái chấu nó bao bọc ở bên ngoài, xuất hiện luôn chấu bao bọc bên ngoài. Đây là cái con người có cái tâm tham một cái, nhiều người cùng có tâm tham cái nó chiêu cảm ác nghiệp. Ác nghiệp nó đến nó làm cho mình mất hết những cái sự lợi ích, cái công đức. Thì lúc đấy mọi người bắt đầu phải có chấu thì phải đi xay giã, rồi phải nấu nướng thì mới ăn được. Cái lúc đầu ấy thì lúa chỉ là đấy, hôm trước hôm sau nó mọc lên, hoặc là vài ngày nó mọc lên thôi. Nhưng mà do con người dần dần sinh ra cái tâm tham rồi là ăn trộm lẫn nhau nữa, nên là dần dần cái sự tạo ra được những cái vật thực thức ăn nó càng lúc nó càng khan hiếm này. Vậy khi nào mà cái tâm tham của con người càng lớn, tức là cái ác nghiệp lớn, thì lúc đấy nó sẽ chiêu cảm những cái tâm ác bất thiện, thì nó chiêu cảm cái ác nghiệp, và lúc đấy cái vật thực nó sẽ càng trở nên khó khăn, càng trở nên khó khăn. Còn lúc nào cái tâm thiện nó phát triển, con người có cái tâm thiện, cái lòng tham muốn nó ít, cái lòng chi túc biết đủ nó ít, thì lúc đấy nó chiêu cảm những cái thiện nghiệp, thì lúc đấy cái vật dụng ở bên ngoài, những cái thực phẩm bên ngoài nó trở nên phong phú mà dễ kiếm, dễ tìm, không khó khăn. Như thời xưa khi mà có một cái người, người ta đi vào trong một cái tu viện, người ta ăn cái trái cây mà người ta thấy đắng, người ta biết ngay là những cái vị tu ở trong, vị tu khổ hạnh ở trong này là không có chịu tu tập, không có chịu giữ, không có chịu thực hành giới định tuệ, cho nên là trái cây nó không ngọt. Còn khi là đến những cái khu rừng nào mà ăn những cái trái cây nó thơm ngon, thì người ta biết là những cái vị tu ở trong này là những cái người tu rất là tinh tấn, nên thì cái nghiệp nó chiêu cảm như vậy, chiêu cảm có cái thiện nghiệp thì nó chiêu cảm, cái tâm thiện nó chiêu cảm những thiện nghiệp, tâm ác nó chiêu cảm những cái ác nghiệp. Con người mà càng no tích chữ càng no tầm cầu, càng có cái tâm tham vọng lớn, thì cái vật chất bên ngoài nó càng trở nên khan hiếm, khó khăn, khó tìm kiếm, và càng ngày càng trở nên vất vả hơn, và những cái thiên tai rủi ro nó cũng ập đến nhiều hơn. Còn khi nào con người mà có cái tâm tri túc biết đủ, thì lúc đấy những cái tâm thiện nó mạnh, nó chiêu cảm những cái thiện nghiệp, thì lúc đấy cái cuộc sống nó lại trở nên dễ dàng hơn. Lúc đấy thì thiên tai nó ít, mùa màng nó thuận lợi, cái cuộc sống nó cũng không có khó khăn. Nếu mà ở cấp 1 thì nhận đồ ăn cho người cúng dường không hề trước, cấp 2 có thể chờ đợi đồ ăn người mang đến trong ngày hôm đó, cấp 3 nhận đồ ăn được người mang đến hôm sau. Lợi ích của hạnh khất thực dễ nuôi, dễ kiếm, không nỗi nằm, thế nên có lợi ích. Hạnh khất thực thì dễ, không có ai phải nuôi, tức là vì đó cứ đi gặp đâu xin một chút, mỗi nhà một chút, dễ kiếm, không có nỗi nằm về cái chuyện ăn uống, không có phóng dật. Phóng dật, cái người mà sống bằng cái hạnh khất thực ấy thì không có bận rộn về cái chuyện bếp núc, không phải no làm cái món này, no làm cái món kia, hôm nay phải chế biến món này, mai phải chế biến món kia, phải thay đổi món ăn, phải làm cho món ăn
ngon, phải làm cho món ăn nó phong phú, hấp dẫn. Thì tất cả những cái đấy nó tạo ra những cái sự phóng dật. Mạng sống được thanh tịnh, tức là vì nó nuôi mạng thanh tịnh, thế là sống đúng theo cái hạnh khất sĩ. Khất sĩ là xin ăn, được Đức Phật tán thán, người thực hành cái hạnh khất thực, đúng là cái hạnh của một cái người tu khất sĩ, không bị lệ thuộc vào người nuôi dưỡng. Nếu mà có một cái người nuôi dưỡng thì sẽ bị lệ thuộc vào cái người đặt. Bị lệ thuộc vào người nuôi dưỡng là giống như là bị trói buộc, bị trói buộc người này. Mà không nấu cho ăn nó là chết đói. Đi khất thực thì không bị lệ thuộc, từ bỏ lòng kiêu mạn. Khất thực thì giống như mình là một người ăn xin, không có cái kiêu mạn với ai hết, kiêu căng ngã mạn với ai, chế ngự lòng tham ăn. Xin được cái gì ăn cái đấy, xin được cái gì ăn cái đấy. Nhưng ngày sáng này ăn ngày mà ngày Ca Diếp có một lần ngày đi xin ăn, và lúc đấy có một cái người ta bị bệnh cùi, và cái ông người bị bệnh cùi và người ta biết ngày Ca Diếp là một vị có cái đức hạnh lớn, và ông này ông quyết tâm phải cúng dường ngày Ca Diếp được một cái món ăn. Lúc ấy ông đang cầm một cái nắm xôi hay một cái món thức ăn gì đó, và ông cố gắng chen chúc mọi người lại để đặt một cái miếng thực phẩm của mình vào trong bát của ngài Ca Diếp. Và trong cái lúc mà ông cố gắng nhoài lên để ông đặt một cái nắm vật thực vào trong bát ấy, thì cũng rơi luôn một cái ngón tay vào trong đấy. Ông bị bệnh cùi mà, cũng rơi luôn ngón tay vào trong cái bát thức ăn. Và khi ngài Ca Diếp này về dưới gốc cây ngồi ăn, thì lúc đấy ngài thấy cái ngón tay ấy, thì ngài cũng nhặt cái ngón tay đấy ra, chứ ngài không có bỏ cái món ăn đó. Ngài vẫn ăn cái món ăn một cách tự tại, tự nhiên. Nhặt bỏ cái ngón tay của cái người cùi đấy ra, cách rất là bình thường. Người Ca Diếp thì có cái lòng từ mẫn, rất là thương những cái người nghèo khổ. Cho nên là thường khi mà đi khất thực là ngài cứ nhằm vào những cái nhà nghèo, hoặc là tìm đến những người nghèo khổ để khất thực. Có một cái bà già nghèo, bà cũng là người ăn mày ăn xin như vậy. Và ngài Ca Diếp biết là bà này cái bệnh rất là nặng rồi, sắp chết rồi. Và bà có một cái món cháo thiêu. Món cháo thiêu thì bà xin được từ hôm trước ăn mà để dành. Thì xin được một bát cháo để dành ăn mấy ngày vì bệnh không có đi xin thường xuyên được. Thì ruồi bọ nó bôi bâu nhúc nhúc này. Thì lúc đấy ngài Sáng Niệm Phật biết là nếu như cái bà này bà mà chết khi chưa tạo được công đức gì thì bà phải đọa vào địa ngục. Còn nếu như có thể tạo được một chút công đức, bà ấy sẽ được xin thiêng. Và ngài biết rằng cái ngài sẽ là cái nhân duyên để cho bà tạo được công đức. Cho nên là mà ngài đến bên cái bà già đấy, ngài cứ ôm bành bát đứng ở trước. Tức là người đi ăn, cái vị tỳ kheo đi khất thực thì không bao giờ được lên tiếng là cho tôi xin miếng ăn, mà chỉ có ôm bát nặng nề đứng ở đằng trước. Rồi cái người thí chủ người ta tự hiểu là vị này muốn đi ăn xin. Thì bà già này bà nghĩ mình chẳng có cái gì đáng để cúng dường, nên mà thôi mời ngài đi khất thực ở chỗ khác. Ngài Ca Diếp vẫn cứ, ngài Ca Diếp vẫn ngồi nguyên, Kassapa, tôn giả Kassapa vẫn cứ ngồi nguyên. Lần thứ hai bà cũng thỉnh ngài đi chỗ khác, nhưng mà tôn giả vẫn cứ ngồi nguyên đấy. Thì bà mình lúc đấy do cái thiện nghiệp gì đó, bà nghĩ là có lẽ là vì cái lòng thương tưởng ta, vì cái lợi ích muốn độ cho ta, cho nên là bà hiểu được cái ý đấy, bà đã đổ cái bát cháo thiêu đấy vào trong bát của ngài Ca Diếp. Thì ngài Ca Diếp lại không ngần ngại, ngài cũng ngồi ngay ở gần đấy và ngài uống hết cái bát cháo đấy, cái bát cháo ấy, cho cái bà già này, bà hoan hỉ. Thì cái bà già này bà ấy rất là hoan hỉ với một cái thiện nghiệp như vậy, được một cái bậc thánh tăng như vậy đến để vì cái lòng thương tưởng mà hóa độ cho mình. Và đêm đấy thì bà ấy chết, và nhờ cái thiện nghiệp cúng dường mà sinh thiên luôn, sinh về cõi trời tam thập tam thiên. Và khi mà ngài Ca Diếp vậy, có những khi ngài nhập định diệt tận định tới 7 ngày 7 đêm, ngày 7 đêm liền,
Và khi mà Ngài xuất ra khỏi định thì Ngài cũng đi tìm đến những cái vị, những cái nhà nghèo để khất thực. Và có một lần khi mà Ngài vừa mới xuất ra khỏi định thì có vua trời Đế Thích quan sát thế gian. Vua trời Đế Thích lúc đấy khởi lên cái tâm hơi ganh tị với các vị chư thiên khác. Những vị chư thiên người ta mới sinh lên mà người ta có cái hào quang rực rỡ hơn mình, thì sinh lâu Ngài mà làm vua trời mà ánh sáng của mình không bằng. Thì vua trời mới hiểu rằng là do những cái vị này có cúng dường Đức Phật và các bậc thánh tăng cho nên được cái công đức lớn, sinh thiên được cái hào quang rực rỡ. Và lúc này vua trời dùng thần thông quan sát biết rằng Ngài Ca Diếp đang đi khất thực, ông ấy rủ thêm một cái bà hoàng hậu nữa, hai vợ chồng xuống biến thành hai ông bà già, biến thành một cái ngôi nhà rất là nghèo, hai ông bà già rất là nghèo. Thế Ngài Ca Diếp đi qua thì ông gọi bà ơi hãy mang vật thực ra đây cúng dường tôn Ngài vị Sa Môn này. Ngài Ca Diếp lúc đầu thì Ngài cứ nhắm mắt Ngài đi khất thực, và khi đó Ngài cũng chìa bát ra cho hai ông bà già. Ngài tưởng hai ông bà già là nghèo khổ thật vì hiện ra một cái tướng rách rưới là nhà kham khổ. Mà khi mà cái vật thực của ông bà già vừa đặt vào trong bát thì có một cái mùi hương lạ nó bốc lên. Ngài Ca Diếp Ngài hiểu ngay đây là cái mùi này là cái mùi của thiên thực chứ không phải là của mọi nhân gian. Lúc đấy Ngài mới sử dụng đến thiên nhãn để quan sát, Ngài biết đây là ông vua trời. Và Ngài Ca Diếp Ngài mới mắng ông là một cái người đã quá là giàu có đầy đủ mà sao lại còn đi tranh giành cái phước đối với những cái người nghèo, tranh hết phước của người nghèo như vậy. Lúc đấy ông vua trời Đế Thích mới nói là con cũng là một cái người nghèo, một cái người nghèo khổ và muốn đi tầm cầu một chút phước, xin Ngài hãy nhận cho. Và lúc ấy Ngài Ca Diếp nói lần sau ông không nên làm như thế nữa. Mà vâng, tôi hứa, con hứa lần sau sẽ không như thế. Và lúc đấy vua trời Đế Thích lại hỏi thưa Ngài, từ cái sự cúng dường con đã cố tình biến hiện ra một cái người già người như vậy để đánh lừa và cúng dường Ngài như vậy, con có công đức không? Có công đức không? Những người Phật tử công đức cúng dường như vậy thì có công đức không? Thì lúc đấy ngày Ca Diếp là vẫn có công đức, không sự cúng dường. Hôm nay học đến hạnh thứ 3 nhé, còn 9 hạnh nữa buổi sau học. Người phát ngôn hồi hướng thì đam mê cùng nhau ở sai qua khả năng và mô tu thì đam mê cùng nhau nibbanasa pachado hô tu mama bunya bhagam sabba sattana pachemi tesabe mesamaham bunyavaram napantu satu satu.